Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 Nam Mạng, năm 2022, giàu nhanh chóng mặt. Vâng thưa quý vị, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả thân thương của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình Phong Thủy Gia Cát, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn quý vị nhé. Thưa quý vị thân mến, khi mà xem tử vi của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 Nam Mạng, năm 2022 thì sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện như là tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo cũng như là sức khỏe. Như quý vị đã biết thì sống ở trên đời này thì ai cũng mong mình sẽ gặp được nhiều những may mắn, nhiều điều may mắn trong công việc và cuộc sống. Và làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, vạn sự an yên, chẳng cần phải lo nghĩ. Và cái điều đặc biệt đó chính là con cái của chúng ta thì chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Vậy nhưng mà nghĩ lại thì điều này có phải là chúng ta ước quá nhiều hay không? Bởi vì có người thì gia đình hòa thuận nhưng mà kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất là nhiều những trọng trách và trách nhiệm. Cũng có những người thì kinh tế dư giả nhưng mà lại không có được hạnh phúc trọn vẹn. Suy cho cùng thì thiết nghĩ đó cũng là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chương trình Tử vi phương Đông của 12 con giáp ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng với quý vị chúng ta luận bàn về tử vi của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng. Vận trình tử vi của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần tới đây thì liệu rằng vận trình công danh sự nghiệp của những người này sẽ ra sao và con giáp này liệu có may mắn được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không, và trên con đường công danh sự nghiệp thì có gặp phải những trắc trở khó khăn nào và đồng thời đó là cách hóa giải ra sao. Tất cả những điều đó sẽ được chúng tôi luận giải rất chi tiết và giải bày cho tất cả những quý vị về những phương pháp về phong thủy để giúp cho chúng ta chiêu tài cầu lộc. Nào, bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng vào nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 Nam Mạng, gia đạo yên vui. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 Nam Mạng có vận trình tổng thể rất tốt, với sự giúp đỡ của tam hợp thái tuế và các cát tinh, kim quỹ, tướng tinh, bạn tương đối bình yên và suôn sẻ trong năm Dần. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 Nam Mạng, hung cát, hung vận, ngũ quỷ, quan phù, cát vận, tam hợp, kim quỹ, tướng tinh. Tử vi tổng quan. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 Nam Mạng có vận trình tổng thể rất tốt, với sự giúp đỡ của tam hợp thái tuế và các cát tinh, kim quỹ, tướng tinh, hầu hết những người cầm tinh con ngựa đều có thể sống tương đối bình yên và suôn sẻ trong năm Dần. Năm nay, bạn ít gặp rắc rối và xui xẻo, tâm tính cũng vui vẻ, bớt lo âu về cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan mà cần chú ý tránh phạm phải sao ngũ quỷ và quan phù. Đồng thời, phải chăm chút giữ gìn cho mặt quan hệ xã giao luôn tốt đẹp, nếu không sẽ dễ gây ra hiểu lầm cùng các rắc rối trong những mối quan hệ của mình. Đồng thời, để được tăng cường sự trợ giúp của thái tuế, giúp cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng thì hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế của năm 2022 để hóa giải. Thái tuế cai quản năm 2022 Nhâm Dần là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình thái tuế của năm, mặt sau in hình phù thái tuế. Đặt phù thái tuế ở trong ví, trong túi hoặc sau ốp điện thoại để được may mắn và bình an trong năm. Sự nghiệp đánh giá 5 sao. Vận sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ trong năm 2022 sẽ khá tốt nhờ tướng tinh và tam hợp thái tuế, đường quan lộ rộng mở thanh thang, dễ bề hiển đạt. Người này nhờ có nhiều mối quan hệ tốt nên hay được quý nhân giúp đỡ, gặp khó cũng có thể thoát ra, hiệu quả công việc cũng được nâng cao. Vận hạn cũng phần nào được tiêu trừ bớt. Trong năm nay chỉ cần chịu khó chăm chỉ làm việc thì được thăng chức tăng lương, về cơ bản sẽ không có gì khó khăn. Tài vận đánh giá 4 sao.
Trong năm Nhâm Dần 2022, đường tài lộc của những người tuổi Ngọ sinh năm 1978 tương đối mạnh. Với sự giúp đỡ của ngôi sao tốt là Kim Quỹ, những chú ngựa sẽ có thể đón tin vui cả về vận chính tài, có nghĩa là khoản thu nhập tự làm ra, và vận thiên tài, có nghĩa là tiền bạc may mắn từ trên trời rớt xuống. Đặc biệt, trong vận chính tài, nhờ các cát tinh hỗ trợ, cho nên bạn không chỉ được thăng quan tiến chức mà còn có thể tăng lương hoặc được thưởng. Nếu biết áp dụng các mẹo phong thủy, tuổi Ngọ năm 2022 sẽ còn thúc đẩy sự giàu có và thịnh vượng tốt hơn. Đồng thời, thầy Gia Cát cũng khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ Nam Mạng hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để được bình an và may mắn trên con đường tài lộc và sự nghiệp. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, được thiết kế với bộ chú Lục Tự Đại Minh Chú và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi đeo vòng bên mình, sẽ được thần Phật che chở, giúp cho công việc được hanh thông may mắn. Đồng thời, pháp khí cũng có tác dụng xua đuổi tà ma, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, từ đó giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, con đường công danh sự nghiệp và tài lộc được khai mở. Tình cảm đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 khá suôn sẻ trong năm 2022. Đối với những người đã kết hôn, tình cảm giữa bạn và người ấy có thể phát triển ổn định trong năm Dần. Vợ chồng yêu thương, hòa thuận với nhau, hiếm khi xảy ra cãi vã xung đột vì những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Vận tình duyên của những người độc thân cũng rất đào hoa, lạc quan, vượng phát, có cơ hội tìm được người yêu ưng ý trong năm nay. Vì vậy, tuổi Ngựa phải nắm bắt thời cơ để vận trình hanh thông. Tuy nhiên, sao ngũ quỷ cũng khiến cho bạn dễ gặp phải kẻ xấu, dẫn đến nhiều chuyện tình xấu khác nhau. Bởi vậy, người này cần phải cẩn thận hơn trong quan hệ, giao tiếp để tránh bị các hung tinh dâng nước lật thuyền. Sức khỏe đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 Nam Mạng, có vận trình sức khỏe trong năm mới ổn định. Năm nay Mậu Ngọ 44 tuổi, được các sao may mắn và thái tuế bảo hộ. Về cơ bản, sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe. Đối với những người yếu hơn thì đây cũng chính là một năm may mắn để bạn rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của mình, kết quả sẽ rất khả quan. Bên cạnh đó, những mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ cũng cần luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân để gia tăng sức khỏe và hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống. Vòng được thiết kế theo bộ tam hợp quý thần của gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ, làm cho mọi việc hanh thông thuận lợi. Đồng thời, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc, trong gia đình cũng như trong cuộc sống. Khi những thị phi tai ách được hóa giải, mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi, tài lộc công danh sẽ vững bền. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng trong năm 2022 của tuổi này được tính theo các tiết khí và cụ thể như sau. Tháng 1, đánh giá 5 sao. Vận trình tài lộc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng đầu năm rất tốt, hòa cùng không khí sôi động của dịp lễ Tết Nguyên đán, bạn sẽ gặt hái được nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh thì công việc làm ăn rất phát đạt, có cơ hội ký được các đơn hàng lớn và quả là tuyệt vời. Vì vậy, bạn phải nắm bắt cơ hội này để kiếm tiền và thể hiện bản thân thật tốt. Tháng 2, đánh giá 4 sao. Tài vận của tuổi Mậu Ngọ khá dồi dào đầy đủ trong tháng 2 Nhâm Dần. Với sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn, tháng này bản mệnh sẽ được thần tài chăm sóc, chính tài lẫn thiên tài đều có bước tiến bất ngờ. Mặc dù tài lộc cuồn cuộn, nhưng người này cũng cần phải hạn chế phô trương của cải của mình càng nhiều càng tốt, nếu không dễ bị kẻ cắp hoặc lừa đảo nhắm tới, ăn trộm mất tài sản. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 Nam Mạng có phần giảm sút trong tháng này. Ở nơi làm việc, khối lượng công việc gia tăng khiến cho bạn bận rộn vất vả hơn nhiều. Khuyên bạn trong thời gian này dù bận đến mấy thì cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng để cho bản thân phải làm việc quá sức, nếu không sẽ gây bất lợi cho sự phát triển tài lộc của chính bạn. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 Nam Mạng, có đường tài lộc trong tháng 4 năm 2022 phát triển rất tốt. Trong tháng này, dưới sự che chở của thái tuế và cát tinh, hầu hết các nam mạng tuổi này đều có vận thế vững vàng thuận lợi, ít khi bị tác động, xáo trộn từ bên ngoài. Không những vậy, bạn cũng sẽ có trạng thái tinh thần khá thoải mái, luôn cảm thấy tích cực và lạc quan, không khí gia đình cũng rất hòa hợp. Tháng 5, đánh giá 2 sao.
Trong tháng 5 âm lịch, mặt quan hệ xã giao của người tuổi này có điểm sa sút. Ngũ quỷ hung tinh xâm phạm khiến cho bạn gặp phải nhiều tiểu nhân phá hoại, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác nữa. Vì thế bản mệnh cần phải coi chừng có kẻ ném đá giấu tay, đồng thời phải duy trì hữu hảo các mối quan hệ để tránh gây ra hiểu lầm nghiêm trọng. Tháng 6, đánh giá 2 sao. Trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Ngọ sinh năm 1978 dễ trở nên táo bạo và hay nổi nóng. Do bị sao hung tinh nhập mệnh cùng với thời tiết nóng nực, bạn dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp trong tháng này, dẫn đến những rắc rối như là kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bạn cần phải cẩn thận trước ảnh hưởng của sao con phù, đồng thời học cách tiết chế cảm xúc và tính khí, đừng để vận xấu ảnh hưởng đến vận thế nói chung. Tháng 7, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nam mạng, rất lạc quan về vận trình sự nghiệp trong tháng 7 của năm Nhâm Dần. Nhờ vận may do tướng tinh chiếu mệnh mang lại, cơ hội việc làm cho những người cầm tinh con ngựa trong tháng này tăng lên rất nhiều. Bạn thường nhận được rất nhiều cơ hội thực hiện. Vì vậy, Mậu Ngọ hãy chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước đột phá trong sự nghiệp để công việc được phát triển hơn nữa. Tháng 8, đánh giá 2 sao. Trong tháng 8, vận trình tài lộc của bạn có chút giảm sút. Đáng ra nếu tam hợp thái tuế thì tài vận càng lúc càng dồi dào, nhưng thật đáng tiếc vì khao khát chi tiêu mua sắm quá lớn cho nên bạn sẽ tiêu tiền bừa bãi, lại tiểu nhân quấy nhiễu nên cần cẩn thận về tài vận tổn thất nghiêm trọng. Tử vi khuyên bạn hãy nên học cách tiêu dùng hợp lý trong cuộc sống, không nên quá xa hoa, nếu không sẽ dễ gây ra khủng hoảng kinh tế cho bản thân. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Ngọ trong tháng 9 không mấy lạc quan. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết hanh khô và oi bức, bạn bị ngất xỉu do cảm nắng vì không chịu được thời tiết quá nóng trong tháng này. Vì vậy, khi làm việc ngoài trời thì bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, dùng kem chống nắng, bổ sung đủ nước để tránh mất sức. Đồng thời bạn cũng cần phải chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi và hình thành thói quen sinh hoạt điều độ để có cơ hội cho sức khỏe của bản thân diễn ra tốt hơn. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tháng 10 âm lịch có thể là thời điểm thuận lợi để thoát ế cho những người độc thân tuổi Ngọ. Với sự trợ giúp của tam hợp cùng với các tinh trợ vận, tuổi Mậu Ngọ sẽ tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng, biết chăm chút cho hình tượng của mình nên được nhiều người chú ý. Đặc biệt là với các bạn nam Mậu Ngọ sẽ nhận được nhiều người khác giới theo đuổi. Bạn đừng ngại thử tiếp xúc giao tiếp với họ, nói không chừng sẽ gặp được cơ hội ngàn vàng. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2022 nam mạng, trong tháng 11, các mối quan hệ của những người tuổi Ngọ 44 tuổi ngày càng thăng hoa. Với sự giúp đỡ của ngôi sao may mắn Kim Quỹ, cuối cùng bạn có thể thoát khỏi ngũ quỷ hung tinh và một số sao xấu khác trong tháng này, mở ra một bước đột phá trong các mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt, những người thuộc tầng lớp lao động sẽ có thể gặp được nhiều sự trợ giúp đến từ quý nhân trong tháng này. Quan hệ xã giao của bạn cũng được mở rộng hơn, cả về kết giao lẫn sự nổi tiếng. Đây cũng là một điều đáng mừng. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Vận mệnh tổng quan của Mậu Ngọ trong tháng cuối năm có phần vất vả, mệt mỏi. Dịp cuối năm, riêng việc xử lý các mối quan hệ đã khiến cho bạn trở nên bận rộn và phải cân bằng giữa gia đình với công việc. Điều này dễ khiến cho Mậu Ngọ lao lực, không có thời gian chăm sóc sức khỏe cho mình. Con giáp này dù làm gì thì cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến bản thân và không nên làm việc quá sức. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng may mắn gặp được thành công. Bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm bắt được vận hạn của mình trong năm 2022 Nhâm Dần và từ đó thì sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị vì đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.